Bộ Tài chính vừa ban hành một số quy định mới liên quan tới việc kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng. Và theo quy định có hiệu lực từ ngày hôm nay thì các khoản thù lao do thu hộ chi hộ sẽ không phải kê khai tính nộp thuế. Cụ thể, theo quy định mới, các tổ chức doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ chi hộ các cơ quan nhà nước sẽ không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Các khoản thù lao thu hộ chi hộ bao gồm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ chi hộ khác cho cơ quan nhà nước.